Ok, xin chào tất cả các anh chị cô chú. Chúc anh chị cô chú sức khỏe thịnh vượng. Đây là cái sản phẩm ốc chó của bên mình đang bán. Thì ở đây có hai loại, một cái ốc chó nếp và ốc chó trắng. Cái này gọi là ốc chó trắng thì cái này rẻ hơn ốc chó nếp là 10.000. Hàng rất đẹp. Đây chính là cái ốc chó mà từ cái ốc chó nếp này được bóc ra. Nói chung là 100 quả thì đến 5-7 quả là bóc ra nó như thế này. Cái chất lượng rất là, nghĩa là nó gần đạt 100%. Bên mình đã bóc ra và được, nghĩa là bên mình bóc ra, bên mình kiểm chứng là như thế. Mỗi một cân thì nó sẽ, mỗi một cân này thì nó sẽ được khoảng tầm 4-5 nạng này, 4-5 nạng nhân này. Và cái nhân này thì bên mình đang bán mỗi một túi này là 5 nạng với cái giá là 250.000. Đây, cực kỳ ngon, về mình có thể ăn luôn. Loại nhân này để được khá lâu ạ. Còn cái loại quả này, loại quả này thì đây là một cái gói 1 cân. Gói 1 cân này mình đang bán lẻ là 110.000 đồng 1 cân. Và cái ốc chó này là chỉ có 100.000 thôi. Ốc chó trắng này. Đây, ốc chó nếp này. Ốc chó nếp thì ngon hơn. Anh chị cô chú lên sử dụng cái ốc chó nếp. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng cái, mình cũng có thể sử dụng cái bóc ốc chó bóc sẵn này nếu như mà mình không muốn là phải đau tay để bóc, hoặc là chồng ngồi bóc vợ ăn thì mình chơi cái loại này. Còn mình muốn chồng không bị đau tay thì mình chơi cái loại này, ăn khá là ngon. Loại này thì 250 một cân. Loại này 110.000, loại này 100. Ok. Số điện thoại 0947010585 mà anh chị có thể liên hệ theo số đó, mình sẽ để phần mô tả về cái giá tiền và cái số điện thoại của mình, hoặc anh chị có thể dùng Zalo để nhắn tin về cái địa chỉ và cái loại ốc chó nào, số cân. Ok, cảm ơn các anh chị cô chú. Chúc anh chị cô chú sức khỏe và thịnh vượng. Ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều những sản phẩm ở đây. Ví dụ như chuối rừng Tây Nguyên này, táo mèo này, hoa tam thất. Hoa tam thất có đủ loại. Chuối rừng, chuối rừng của Tây Bắc này. Trà sơn mật này. Mướp đắng này, mướp đắng rừng này, khổ qua, hay là chè dây, rất nhiều, nấm. Các anh chị cô chú có thể là liên hệ với mình để hỏi mua những cái sản phẩm này. Mình có thể có, ở đây có những cái sản phẩm là chuyên để ngâm rượu, hoặc là cũng có những sản phẩm vừa ngâm rượu vừa uống, cũng có sản phẩm là chuyên để pha trà uống. Ok, cảm ơn các anh chị cô chú.